Học.com ra bài tập, các bạn viết mã nguồn PHP chạy trên localhost ra một cái trang web như sau. Ở đây nếu như chúng ta nhập hai số vào và khi ấn cộng thì nó ra tổng hai cái số đấy, đồng thời hai số đấy vẫn còn được bảo lưu, vẫn còn nguyên ở đây, không bị trở lại trên trắng.